Đây là shop lát, mình chạy 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới tới nè. Bữa nay là mùa này cũng vắng khách du lịch. Ngoài kia đó cái hố bùng, cái hồ tự nhiên. Đây shop lát Garden Club. Like a star in the sky, I'm okay. Đây là shop lát. Thấy không? Giờ đi bồ ra shop lát để ngắm chấm. Cái này như trắng này như muối vậy hả? Bình thường là nước tới đây nè. Hay là bùng này để ánh. Bùng khoáng, muối khoáng. Thấy không? Nhưng mà giờ nước nó cạn rút ra sao. Anh đi đi giống như lúc hồi kia. Xưa mẹ em dẫn em đi bồ ra biển Trung Đông á. With you I can be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I will stay with you. With you, I love the way that you. Quá anh được bấy nhiêu anh quá à. Có anh lớn kia rồi. Anh Hân. Anh buông khoảng này. Ngồi dưới đây nè, anh chụp hình cho nó nghệ thuật. Đấy có những cây ghế để ngồi phơi nắng và ngắm bùn. Bùn này hoàn toàn là tự nhiên. Và đây mỗi mùng chưa đâu mùng giờ sao anh con hơn cả skin care nè anh ấy. Em không nhăn má mẹ luôn á. Dạ.